muốn đẹp trai đến 30 size. Muốn thành công thì phải nghe lời vợ, đó chính là yếu tố đã giúp cho Robert Lewandowski vẫn duy trì được phong độ tốt như ngày hôm nay. Không chỉ được nhắc đến với tư cách cựu võ sĩ karate, nàng Wash Anna còn là chuyên gia dinh dưỡng với khá nhiều đầu sách về ẩm thực. Theo lời bộc bạch của Lewy trên tờ Bill, không ai khác mà chính cô vợ đa tài, Anna, đã thiết kế thực đơn riêng dành cho anh. Điều quan trọng để một cầu thủ có được thành tích tốt khi tập luyện chính là chế độ dinh dưỡng hợp lý, Lewandowski chia sẻ. Bởi vậy Anna rất quan tâm đến mỗi bữa ăn của tôi. Dưới sự đạo diễn của vợ, Lewy thường xuyên sử dụng những loại thảo mộc và gia vị tươi trong khi nạp năng lượng. Về phía mình, Anna dự định sẽ tung ra cuốn sách hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho vận động viên và cầu thủ từ thực tiễn thu được từ ông xã. Đúng là vợ người ta có khác. Mà công nhận, Lewandowski cũng khá đẹp trai chứ bộ. Mà nhắc đến đẹp trai thì phải nhắc 30 size. Ở đây có đầy đủ các dịch vụ dưỡng massage, các combo chăm sóc da và có cả những nhân viên tư vấn tận tình, mà lại còn đang trong mùa sale nữa. 30 size sale khủng các mỹ phẩm cho nam lại còn free ship. Truy cập ngay vào website 30sizestore.com để biết thêm chi tiết. Sau vụ phóng hỏa đốt bức tượng đồng, chân sút kỳ cựu Zlatan Ibrahimovic tiếp tục bị fan cuồng của Malmo khủng bố tinh thần để trả đũa vụ tiền đạo này mua cổ phần của đại kinh địch Hammarby. Căn nhà bề thế của Ibra tại Stockholm, Thụy Điển đã bị các cổ động viên Malmo dùng sơn vẽ lên dòng chữ Judas. Không chỉ có vậy, số fan quá khích này còn vứt cả cá kèm theo những hình ảnh, biểu tượng chết chóc dán đầy quanh nhà. Tệ hơn, những kẻ quá khích còn đập phá một số vật dụng trong khuôn viên ngôi nhà. Tất cả những gì xảy ra thật sự đã giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của tiền đạo người Thụy Điển. Theo tờ Sportbladet, đại diện của Ibrahimovic đã gửi đơn đến cảnh sát sở tại về việc thân chủ của mình bị khủng bố tinh thần và hủy hoại tài sản. Còn theo đại diện cảnh sát Thụy Điển, họ đã có được một số bằng chứng về kẻ chủ mưu những vụ quấy phá nhằm vào Ibra trong thời gian qua. Cựu cầu thủ người Argentina Matias Delgado mới đây đã chia sẻ về việc tay vợt nổi tiếng Roger Federer suýt nữa rẽ ngang theo sự nghiệp quần đùi áo số. Cầu thủ 36 tuổi này có mối quan hệ rất tốt với tàu tốc hành hồi còn khoác áo Basel, giai đoạn từ năm 2003 đến 2006. Được biết, đây cũng là đội bóng ruột của tay vợt từng giành 20 danh hiệu vô địch Grand Slam. Tôi nhớ rất rõ là Fed thường xuyên đến sân tập của Basel. Tôi thật sự bất ngờ vì sự am hiểu về kiến thức bóng đá của anh ấy, Delgado nhớ lại. Ngoài ra, Roger Federer còn gây kinh ngạc khi không ít lần xỏ giày tham gia những buổi tập cùng các cầu thủ Basel. Không chỉ thể hiện khả năng xử lý trời bóng khá tốt trong phạm vi hẹp, Federer còn thổ lộ với Delgado về ý định muốn trở thành một cầu thủ. Nếu Fed là cầu thủ, tôi tin chắc anh ấy sẽ gặt hái được những thành công nhất định, Delgado nhấn mạnh. Đáng tiếc, ý định rẽ ngang của Roger Federer đã không thành hiện thực do những nguyên nhân đưa lại. Ngồi chưa ấm chỗ chiếc ghế giám đốc điều hành Premier League, David Pomso đã vướng vào bê bối khi bị tờ The Sun phanh phui vụ quấy rối tình dục một nữ đồng nghiệp cũ. Với tinh thần cầu thị, nữ nhân viên kia đã tìm đến David nhờ chỉ bảo kèm cặp thêm. Theo lời chia sẻ từ một số nhân viên tại The Guardian, David rất ưu ái nữ nhân viên tập sự trẻ trung này. Từ chỗ vui vẻ thoải mái khi được nhận vào làm chính thức, cô nàng có khuôn mặt xinh xắn đã rơi vào cơn ác mộng tồi tệ từ màn quấy rối của David. Chứ trong thời gian ngắn, ông liên tục nhắn tin gạ tình nữ đồng nghiệp trẻ tuổi. Đây không phải là lần đầu tiên tân giám đốc điều hành của giải đấu sôi động nhất hành tinh gây tai tiếng vì bê bối chốn hậu trường. Trong năm 2014, cũng chính David Pozzo vướng phải sự chỉ trích từ dư luận xứ sở sương mù bởi những phát ngôn kỳ thị giới tính. Bức màn bí ẩn về việc một số tuyển thủ Peru để những quân bài trong tất trong thời gian thi đấu đã được hé mở. Theo Daily Mail, Liên đoàn bóng đá Peru đã mời ảo thuật gia Ernesto Carpio Tirado tham gia vào ban huấn luyện Peru. Các tuyển thủ đang phải chịu sức ép rất nhiều. Nhiệm vụ của tôi là giúp cho họ có được những giây phút thư giãn để tìm lại sự cân bằng về mặt tinh thần, Carpio Tirado hào hứng chia sẻ. Ảo thuật gia nổi tiếng này cũng bật mí về việc số tuyển thủ Peru luôn yêu cầu ông ảo thuật với những quân bài. Đồng thời, họ cũng xin ông những quân bài đó để nhét vào tất nhằm tạo thêm cảm hứng khi thi đấu. Muốn đẹp trai đến 30 size.